buổi sáng hôm nay, và xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng và chúng ta bước vào sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Thưa Hội Thánh, như chúng ta đã chờ đón từ đầu tháng 12, tôi đã thưa cùng Hội Thánh rằng toàn thế giới, toàn nhân loại chúng ta bước vào cái mùa kỷ niệm cứu Chúa Giáng sinh. Và Hội Thánh Vườn Nho dường như là rất sớm ở trong việc chúng ta tôn vinh Chúa và những bài hát Giáng sinh. Sáng hôm nay quý vị có thấy lòng mình vui mừng, bình an và thấy cái không khí Giáng sinh đang ngập tràn trên phố phường, trên tất cả mọi nơi, khu phố và nhất là trong hội thánh của Chúa ở tại đây không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Xin hãy cùng chúng tôi ban thờ phượng bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tôn vinh Chúa chúng ta. Vâng, chủ thể của mùa Giáng sinh, trung tâm của mùa Giáng sinh đó chính là cứu Chúa Giêsu của chúng ta, không ai khác ngoài Jesus Christ là đấng chúng ta thờ phượng, đấng chúng ta bước theo, chúng ta tin cậy. Quý vị có đồng ý điều đó không? Amen. Hãy cùng với chúng tôi ca ngợi Chúa của mùa Giáng sinh này, không ai có thể thay thế được Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng ta dâng tấm lòng của mình cho Chúa chúng ta. Chúng con cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay, chúng con bước vào sự thờ phượng Chúa với lòng vui mừng, với lòng phước hạnh, với lòng sẵn sàng, với lòng chào đón cứu Chúa của chúng con. Ngài đã Giáng sinh hơn 2000 năm qua và ngày hôm nay Ngài tiếp tục hiện diện với nhân loại này và những ai chưa biết Chúa, xin Chúa cứu rỗi họ, xin Chúa đem họ đến với tình yêu của Chúa cứu thế Giáng sinh. Ngài chính là trung tâm của sự thờ phượng, Ngài chính là trung tâm của mùa Giáng sinh này. Chúng con vui mừng đón nhận điều đó, đó là lẽ thật mà chúng con muốn bày tỏ ra, muốn phô nó ra cho thế gian điều biết, như tinh thần của Esai đoạn 12 lời của Chúa có dạy chúng con. Chúng con dâng mọi sự trong tay của Chúa, nguyện Chúa ban phước cho ban thờ phượng, Ngài ban phước cho lời chia sẻ, lời làm chứng, sự dâng hiến, những bài hát đặc biệt mà chúng con dâng lên cho Chúa trong mùa Giáng sinh này. Tạ ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngợi khen Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta sẽ hát bài đầu tiên, đó là Xin Nhật Chúa Hôm Nay. Cảm ơn Chúa của chúng ta. Amen. Sinh nhật của Giêsu, ngàn lời chúc phúc dâng ngài, ngàn lời chúc phúc dâng ngài. Con sinh nhật của Giêsu, con sinh nhật của Giêsu, cả thế giới đến suy tôn ngài, giới đang suy tôn ngài. Vua muôn vua, Chúa ngàn Chúa, Vua cho nhân loại, Chúa ta ra đời. Con hãy dâng về, chính con vinh quang, trên đời. Amen. Mừng sinh
nhật của Giê-xu, con xin nhật của Giê-xu, ngài là Chúa tôn danh ngài, ngài là Chúa tôn danh ngài. Mừng sinh nhật của Giê-xu, con xin nhật của Giê-xu, ngài là Chúa tôn danh ngài, ngài là Chúa tôn danh ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa yêu thương của chúng ta. Vâng, không khí Giáng sinh đang về với tất cả mọi nơi. Và chúng ta yêu mến Chúa, với lòng biết ơn Chúa, kỷ niệm, nhắc lại sự Giáng sinh của Chúa cho mọi người biết. Cảm ơn Chúa Giê-xu của chúng ta. Mừng Chúa Giê-xu đã ra đời trong ngày Giáng sinh đầu tiên. Chúng ta cùng hát với nhau. Và nguồn sống vui cho người thánh bình chan hòa Chúa chi ưu hoài cho em lành tốt.
Giê-xu, vừa hạ xuống đến đây hãy giao cho mọi sự nghe về ngôi yêu thương thế nơi sự chân nơi nhân sinh được tràn ngập thương yêu. Chúa nhân từ và Giê-xu đến đây trên trần cứu con người và hơn thứ hai cho mọi ai đến tin ngài. Chúa xa đi mọi nơi ta lớn nhất khi đem người tươi mới. Oh my Lord, you send your son to save us. Oh my Lord, you already sent your son. Oh my Lord, thy sins may not escape us all as they cleanse us all. Chúa nhân từ và Giê-xu để ngài trở thành cứu con người đã làm thứ tha cho mọi ai đến tin ngài. Chúa xóa đi mọi lần đã lớn lắm khi chẳng nhớ. Chúa xóa đi bao mọi đớn đau khiến con người gì quý vị bình an. Quý vị có thể cho tôi thấy được nụ cười của quý vị sáng hôm nay trước mặt Chúa và ngài tha thứ cho chúng ta. Và chúng ta hãy cười, chúng ta hãy cười ở trong Chúa một cách vui mừng. Bắt tay với người bên đó là chúc mừng Giáng sinh một lần nữa với nụ cười của chúng ta rạng rỡ trên khuôn mặt của chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin bắt đầu. Merry Christmas. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Vâng, đã thấy nụ cười của chúng ta rồi. Amen. Hallelujah. Vâng. Cảm ơn Chúa. Khi mà Chúa đến trần gian này thì joy to the world. Cảm ơn Chúa. Sự vui mừng đến trần gian này để đem nụ cười và yêu thương đến cho chúng ta. Xin mời quý vị cùng an tọa và chúng ta tiếp tục. Hallelujah. Cứu Chúa đã đến. Amen. Một đêm đông xưa, một đêm đông xưa, trời giá rét buốt tại nơi cô thôn thành Bethlehem. Trong mắt có chuồng chiên, hài nhi sinh ra không áo gối ấm, chuồng chiên đơn sơ là chỗ thiết tâm, vua thân gian thế để cứu vớt muôn muôn người. Hallelujah,
Giê-xu. Vì Ngài đã đến thế gian để cứu chuộc chúng con. Lòng con yêu mến Giê-xu. Lòng con yêu mến Chúa Giê-xu. Cả thế giới xin tôn Ngài làm vua. Cả thế giới xin tôn Ngài làm vua. Con Ngài đã đứng ngợi khen Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn sau khi phục hồi chúng con. Ban cho chúng con được ơn để tiếp tục sống cho Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa Thánh ra sinh đời mà chỉ cô đơn nghèo nàn. Ngàn vì sao linh bao chốn Giê-xu nâng tâm tôi. Cứu Chúa Giê-xu ơi, ngàn sao xin nơi đê hè. Từ chốn thiên đàng cao, Giê-xu xuống chân vì con. Xin mời quý bà hát chung. Những tiếng chim kêu phát khi của Giê-xu mỉm cười. Ngoài trời Giê-xu ơi, mặc dập khổ xưa ngày nào, và chính tâm hồn con của xin giữ Ngài giờ đây. Chúng ta cùng hoàn thành với nhau. Cứu Chúa Giê-xu ơi, chúng con đang mong chờ Ngài. Mời Ngài vui lòng vào chính nơi tâm hồn khao khát. Cứu Chúa Giê-xu ơi, hãy yêu thương muôn đời và giá cơ đường con mãi khi bước vào thiên cung. Cứu Chúa Giê-xu ơi, hãy yêu thương con muôn đời và giá cơ đường con mãi khi bước vào thiên ta. Amen. Cảm ơn ban thờ phượng. Dạ, xin chúng ta trở về chỗ và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ở trong sự hướng dẫn của cô Hồng Diễm. Xin mời cô. Xin hân hoan chào đón tất cả ông bà chị em đang dự nhớ với hội thánh Vườn Nho vào sáng hôm nay và những ông bà chị em đang tham gia trên online với hội thánh. Thay mặt Hội Thánh Vườn Nho, xin gửi đến lời chúc phước, bình an, phước hạnh cho ông bà chị em trong mùa Giáng sinh năm nay. Nguyện Chúa Giê-xu Giáng sinh trong lòng chúng ta, Ngài đem đến sự phước hạnh, sự bình an, sự tươi mới. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thật là phước hạnh được thờ phượng Chúa ở trong nhà của Ngài buổi sáng hôm nay với ông bà chị em. Amen. Trong tuần thì mọi sinh hoạt của chúng ta đều có liên quan tới mùa Giáng sinh. Ngay cả trong những câu chuyện mà chúng ta nói với nhau cũng liên quan đến mùa Giáng sinh. Có một cô bạn của Diễm ở trong tiệm thì cô hỏi rằng
cô là người Công giáo, cô nói em tự hỏi tại sao Chúa Giêsu lại không giáng sanh ở cung điện hoặc là ít nhất của một nơi giàu có. Chúa Giêsu giáng sanh một nơi khổ hèn quá chị ha. Giải thích với cổ rằng em ơi, Chúa giáng sinh ở nơi nghèo hèn như vậy để Chúa mới thông hiểu, thông cảm và cảm thông được cái sự tổn thương, cái sự mất mát, cái sự nghèo hèn của con người. Và hai chị em có nói chuyện về chủ đề Chúa giáng sinh như vậy. Và mình nghĩ nếu mà Chúa giáng sinh nơi cung điện, nơi giàu sang, thì làm sao Chúa có thể gặp được những mảnh đời, và trong đó có chúng ta đang ngồi trong nhà Chúa vào ngày hôm nay, đúng không ạ? Cảm ơn Chúa. Diễm cũng có dịp nói chuyện với những người làm chung ở trong tiệm, và có một anh người Công giáo rất là sùng đạo. Thì có những lúc khách vắng, có những lúc khách đông, thì anh nói cái nghề này lúc thì khách quá đông, lúc thì vắng, lúc thì khách dễ, lúc thì khách quá khó. Thì Diễm nói cuộc đời mình cũng vậy đó em. Mình theo Chúa lúc thử thách, lúc gian nan, lúc vui mừng cũng như có lúc buồn, để Chúa thử thách cuộc đời mình đó. Quan trọng là cái thái độ mình trước cái sự thử thách của Chúa. Thì anh nói rằng em cũng nghĩ vậy, Chúa phải thử mình để coi mình có xứng đáng với cái danh hiệu là con Chúa, đúng không chị? Nói đúng rồi em. Tại vì những người mà bước vào thiên đàng của Chúa đó, mình phải trả giá nhiều chuyện lắm. Thiên đàng không có rẻ đâu. Không phải mình dung dăng, dung vẻ, nắm tay, vui vẻ, vừa đi, vừa chơi, giỡn, rồi mình đi vào thiên đàng đâu. Nhưng mà Chúa có cách để Chúa huấn luyện mình, để mình được hưởng nước thiên đàng mà Chúa đã trả giá bằng mạng sống của Ngài. Có một câu kinh thánh để khích lệ thánh buổi sáng hôm nay về sự hy sinh của Chúa, về những ơn lành phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta, những người được gọi là con cái của Chúa, trước khi chúng ta bước vào thiên đàng. Amen. Ở trong Roma đoạn 8 câu 32, lời Chúa có nói như vậy: Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Amen. Cảm ơn Chúa. Chẳng những Ngài ban con một của Ngài cho chúng ta, và Ngài còn ban luôn cho chúng ta những điều mà chúng ta mong muốn, những điều mà Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Amen. Amen. Cho nên chúc mừng những người được phước, những con cái của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta được ở trong nhà Chúa, chúng ta được thờ phượng Chúa, và chúng ta được hưởng những phước hạnh của Chúa ban. Nguyện mùa Giáng sinh năm nay đem đến cho bạn chị em thật nhiều ý nghĩa. Không phải chỉ là ăn mừng bên cây Noel, không phải là thấy bên ngoài vui, mình cũng vui lây, tại vì mùa Giáng sinh vui quá, quà cáp, tiệc tùng các thứ. Nhưng mà xin cho chúng ta dừng lại một phút, chúng ta suy nghĩ về sự Giáng sinh của Chúa, để mùa Giáng sinh năm nay thật có ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Hôm nay trước giờ giảng, chúng ta sẽ có một chương trình rất là đặc biệt. Diễm sẽ dành sao giờ này, Diễm sẽ thông báo những chương trình kế tiếp cho tuần lễ Giáng sinh. Tối hôm nay, Hội Thánh Vườn Nho của chúng ta có lời mời từ Hội Thánh Greenfield. Và vào tối ngày 23, chúng ta cũng có được lời mời từ Hội Thánh Phục Hưng. Ông bà chị em nào có đi dự thì liên hệ với mục sư để hỏi thêm chi tiết. Dạ, xin cảm ơn. Và cái điều quan trọng nhất đến với Hội Thánh chúng ta là tối 24. Dạ, sáng 24 chúng ta vẫn nhóm thờ phượng bình thường tại nơi đây, nhưng mà tối chúng ta có một buổi tối đặc biệt nơi tư gia của chấp sự Thiên Ân và Thúy Vi. Hội Thánh chúng ta đến để cùng nhau vui chung niềm vui của Chúa Giáng sinh của chúng ta. Và hồi sáng Diễm có phát cho mỗi người một cái thiệp đó. Cái thiệp đó ông bà chị em có thể mời một người thôi cũng được đến vào buổi tối 24. Amen. Dạ. Chú Diệu cũng có mời dì Bảy rồi, và dì Bảy đồng ý rồi. Cảm ơn Chúa, đó là tin tức mà sáng nay chú Diệu báo. Dạ, mỗi một người chỉ cần mời một người bạn mình thôi, đến chung vui với nhau. Dạ, và Diệm cũng có mời vài người ở trong tiệm. Mình chỉ biết cầu nguyện để Chúa đưa đến
chung vui với chúng ta buổi tối hôm đó mà thôi. Sau giờ này cô Thúy Vi sẽ có thông báo rất là chi tiết về cái buổi tiệc hôm đó. Và để cho buổi tiệc mang nhiều màu sắc thì ông bà chị em tùy lòng mình mà đem những món quà, thức ăn nhỏ đơn giản đến để chúng ta cùng đóng góp chung vui vào tối ngày hôm đó. Dạ. Giờ này xin mời cô Thúy Vi có vài lời cho buổi tiệc tối 24. Dạ, em chào Hội Thánh. Năm nay Hội Thánh mình có chương trình đặc biệt cho nên chú cũng dùng chỗ của vợ chồng Ân Vi mở cửa để đón chào Hội Thánh. Nhưng mà cái chương trình này không phải chỉ riêng gia đình Ân Vi tổ chức mà là của Hội Thánh tổ chức. Để nói thêm, cái thiệp này quý vị mời một người, một gia đình sao cũng được. Thì có cái chương trình ngày hôm nay để chúng ta vì nói sơ sơ cái chi tiết là người nào mà mời thân hữu là người chưa tin Chúa đến á, thì quý vị sẽ có một cái ticket để được một cái vé để được bốc thăm trúng thưởng. Chỉ đặc biệt dành cho những người nào mời thân hữu là người chưa tin Chúa. Dạ. Quý vị có thể mời gia đình mình đến, những người chưa tin Chúa rồi mình cũng mời được, không có giới hạn. Nhưng mà cái phần đặc biệt dành cho để khuyến khích Hội Thánh thì chúng ta mời những người thân hữu đến, tại vì cái đêm đó là đêm truyền giảng đó, thì mỗi người sẽ có một cái đến đó, thì sẽ có một cái thích kịch. Và phần quà hôm qua Vi đến đó, là Hội Thánh đã dành ra cỡ chừng 20 phần quà, cho nên quý vị mau sốt sắng mời những người thân hữu chưa có tin Chúa đến dự tối ngày hôm đó. Và tối hôm đó thì tất nhiên mình đến mình cũng có sự thông công rồi mình trao đổi nói chuyện với nhau, nhưng mà cũng sẽ để cho quý vị ăn nhiều hơn á, là chúng ta sẽ có những cái game, những cái trò chơi để hào hứng, và kèm theo cái những trò chơi đó thì tất nhiên là sẽ cũng có những cái phần quà. Trò chơi này thì dành cho mọi lứa tuổi, từ già trẻ lớn bé là quý vị đều chơi được hết, miễn là hiểu tiếng Việt và tiếng Anh, hiểu luật của trò chơi là quý vị sẽ chơi được hết. Dạ, cho nên mọi người chuẩn bị nha, chuẩn bị bụng, chuẩn bị tinh thần thể sức này kia, là tối hôm đó là chúng ta sẽ có một buổi tiệc mừng Chúa Giáng Sinh, và cũng như chúng ta mời những thân hữu đến để họ hiểu được cái ý nghĩa thật của Chúa Giáng Sinh là như thế nào. Dạ, cảm ơn một sư, cảm ơn cô Diễm. Cảm ơn cô Thúy Vi. Mới nghe thấy hào hứng quá. Mọi người nhớ rủ bạn của mình đến để cùng chung vui với mình nha. Cảm ơn Chúa. Dạ. Giờ này Hội Thánh có vài phút để chúng ta làm chứng về ơn phước của Chúa. Dạ. Không, mà cho em có lời làm chứng nào. Peter, please. Chúng ta có anh Peter. Chúc lại anh Peter. Dạ. So, this morning, sáng nay, I was getting ready to come to church and everything, and tôi chuẩn bị đi the Lord convicted me to share with you. Và Chúa khích lệ tôi muốn chia sẻ cho quý vị about an experience. Về một kinh nghiệm that happened last Friday night. Nó đã xảy ra thứ chiều thứ sáu này. I'll try and get through this straight. Tôi ráng cố gắng để vượt qua cái cảm xúc của tôi. May and I both went to Arrowhead Mall to get a my computer repair. Tôi và vợ tôi thì đi tới cái mall. And let's say down the tables that they have there, and they were helping me with my computer, and I was talking to the man across the table from me. Họ nói chuyện với một cái người sửa computer. He's about my age, my size, and he was there getting his cell phone fixed as well. Và cũng đang có and người as we went through the computer to be fixed, the lady was helping us. We heard a loud, cái người phụ nữ giúp what sounded like a firecracker, but it was somebody shooting a gun. Chúng tôi tưởng là nghe là pháo, nhưng mà thật sự có người bắn súng. Everybody was scared. Nhiều người sợ hãi. Everybody jumped up. Nhiều người giống như nhảy lên hốt hoảng. The man was sitting across from me. Một người ngồi đối diện jumped tôi. Up and he had blood coming from his back. Và ông có máu giống như là đằng sau lưng của ông. He was okay. What it looked like, ông, what the news cũng, is reporting is that it was a unintentional firing, like an accidental firing of a gun. Giống như là cái đó vô tình ai like it was a ricochet that it didn't hit him directly, but it hit him like something and bounced and hit him. Và in nó his không back, có right? Trúng ông ngay cái chỗ nguy hiểm, nhưng mà nó bị chợt. So they made it close the store and
kicked us out. Và họ đóng cửa lại và họ đuổi chúng tôi ra khỏi cái nơi đó. And I've been thinking about this the last couple of days. Tôi đang suy nghĩ về cái điều nó đã xảy ra trong vài ngày qua. Convicted me this morning to share with you about his love and his protection of all of us. Về sự bảo vệ của Ngài cho mỗi một chúng ta. If that man wasn't there, nếu mà cái người đàn ông đó không đó, đó một cái là Mỹ là cái con tôi và chính mình tôi là cái có thể là bị thương nghiêm trọng đó quý vị. So, I want to thank cho nên tôi muốn cảm ơn Chúa vì sự bảo vệ của Ngài. For his blessings and for protecting us. Bởi vì sự phước hạnh và sự bảo vệ của Chúa trên đời sống của chúng tôi. Thank you. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thật là cảm động vì lời làm chứng của anh Peter. Mình hiểu những sự xúc động của anh khi mà nghĩ về tình yêu của Chúa, nghĩ về sự bảo vệ của Chúa đó, thì mình không có cầm lòng được. Diễm cũng vậy, khi mà nói về sự bảo vệ và sự chăm sóc của Chúa thì nước mắt mình muốn trào ra thôi ạ. Cảm ơn Chúa. Và mình nghĩ tại sao điều này xảy ra trong lúc gia đình chị Đức và anh Peter có ở đó. Chúa muốn cho họ biết rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh để giữ gìn. Khi mà có điều gì xảy ra cho mình á, và Chúa giữ gìn, thì mình nói Chúa ơi, thật Chúa có sống động, Chúa có sống, Chúa đang sống và Chúa đang bảo vệ con. Chứ nếu mà cuộc đời mình nó cứ trôi bình bình từ ngày này qua ngày kia, nhiều lúc mình quên sự chăm sóc của Chúa, đúng không ạ? Nhưng mà khi có chuyện xảy ra, mình thấy Chúa ơi, Ngài thật tuyệt vời, Ngài gần con quá. Lời làm chứng của anh Peter sáng nay thật là được khích lệ, chẳng những cho gia đình anh mà biết rằng Chúa đang chăm sóc hội thánh của Chúa mỗi một ngày. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ này Diễm sẽ nhường lại cho mục sư. Dạ. Thưa hội thánh, chúng ta trước khi nghe lời Chúa thì chúng ta có một tiết mục. Tôi tính xin gửi đến cho quý vị như một món quà nhỏ của chúng ta và cũng không có bất ngờ lắm, bởi vì trong suốt tuần qua chúng ta cũng đã được biết thông tin này. Chúng ta đã cầu nguyện cho một cái tiếng hát ở trong cộng đồng ở tại Arizona này. Và đặc biệt tôi muốn giới thiệu ở đây điểm đặc biệt hơn hết, không chỉ là tiếng hát ở trong cộng đồng, mà ca sĩ này là hậu duệ của một người rất là được ơn ở tại Việt Nam. Nếu mà quý vị sống trước năm 1975, quý vị có nghe danh của một vị mục sư được ơn lắm. Đó là cố mục sư Lê Văn Phải. Và ông là cha của 12 người con, và số nhiều ở trong các con của ông đều là mục sư hết. Và những cái bài hát Giáng sinh mà chúng ta nghe đó, do một người sáng tác, mà tôi xin được nói tên của ông. Tôi rất là mong ông đến Arizona một dịp nào đó, và ông đã từng ước ao đến Arizona để mà thu âm với tôi. Đó là mục sư Lê Phước Thiện. Chúng ta nói mục sư Lê Phước Thiện thì ai cũng biết hết. Ai mà ở Sài Gòn trước 75 và sau 75, chúng ta đều nghe những bài hát của mục sư. Và tôi vui vì cớ hậu duệ của ông vẫn tiếp tục trong sự hầu việc Chúa. Đây là người thứ ba mà tôi được biết. Tôi biết hai người trước đó là cũng là hậu duệ của mục sư Lê Văn Phải, cố mục sư Lê Văn Phải. Thì họ cũng là nhạc sĩ và họ sáng tác với thầy. Thì đây không có sáng tác nhưng mà hát. Cho nên trong tuần rồi thì tôi có giới thiệu đến quý vị, cho nên cũng không bất ngờ cho quý vị. Nhưng mà sáng hôm nay chúng ta sẽ cảm ơn Chúa. Bởi vì ngay khi chúng ta cầu nguyện để Chúa đưa những người có khả năng và ân tứ đến hậu việc Chúa và Hội Thánh, thì Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Amen. Xin cho một tràng pháo tay tiếp đón người anh em chúng ta, ca sĩ Don Lê. Xin mời Don Lê lên đây để tôn vinh Chúa. Em xin cảm ơn mục sư. Và em xin giới thiệu một xíu về em, là em là Don Lê, là cháu của cố mục sư Lê Văn Phải. Và em dọn qua đây được 3 năm rồi, nhưng mà chưa tìm được các nhà thờ Việt Nam. Thì tình cờ coi ở trên cái quyển sách báo Bút Tre có đầy nhà thờ của mình thôi, thì em mới liên lạc với mục sư. Và từ đó là biết được mục sư và tí nhà thờ hôm nay. Và hôm nay em sẽ try cố gắng xem more time để đi nhà thờ mỗi tuần. Tại hiện giờ là em đang làm nail, nhưng mà Chủ nhật em không có nghỉ được. Nhưng mà có thể là em sẽ reschedule lại với bà chủ thì sẽ có thể đương nghỉ ngày Chủ nhật. Và nhân dịp hôm nay tới hội phượng Chúa thì em được tôn vinh Chúa một bài thánh ca có chương đề là
lắng nghe lời Chúa. Amen. Lời Ngài đơm chất lấp niềm vui,
trong rèn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời ngài đời mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho đời ai. Cảm ơn Đông Lê. Cảm ơn Chúa. Đông Lê trình bày bài này rất là cảm động. Và mình nghĩ rằng Chúa cũng lắng nghe Đông Lê đó. Tại vì 3 năm em chưa có tham gia một nhà thờ Việt Nam nào. Cho nên Chúa đã đưa em đến với Hội Thánh. Và nếu mà chị em muốn nghe được tiếng hát mà lần nữa thì đêm 24 tại nhà của chấp sự Thiên Ân TV, xin mời ông bà chị em đến. Chúng ta sẽ được thưởng thức lại giọng hát này. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và trước khi mục sư đến đây để trình bày lời Chúa thì Diễm cũng báo cáo rằng sau giờ nhóm thì Diễm với lại chấp sự Thúy Vi có đại diện cho Thánh mình để tặng quà cho các mục sư ở Thánh Mỹ để bày tỏ lòng biết ơn, quan tâm và trân trọng những gì họ đã làm đối với Hội Thánh Việt Nam mình. Dạ, xin hết ạ. Xin mời mục sư đến đây để trình bày lời Chúa. Cảm ơn. Amen. Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Tôi xin được phép cầu nguyện để Chúa ban phước cho ban thiếu niên. Không biết hôm nay ban thiếu niên có học Kinh Thánh không ạ? Vâng, chúng ta chúc phước cho các bạn và cô giáo dạy các em để các em có một buổi học thật là tốt. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Cha yêu thương chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho ban thiếu niên và người hướng dẫn. Ban ơn cho họ được đầy ơn của Chúa, càng học càng hiểu lời của Ngài. Con biết ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, hôm nay tôi xin được đến với Hội Thánh ở trong phân đoạn Kinh Thánh được chép trong Luca đoạn 1 từ câu 26 cho đến câu 38. Hôm nay cái câu chuyện của chúng ta gói gọn ở trong câu chuyện Chúa Giêsu Giáng Sinh. Và trước khi Chúa Giêsu Giáng Sinh thì có một cái câu chuyện rất đặc biệt. Chúng ta thường ngày hôm nay chúng ta thường nghe truyền thông, báo cáo trên truyền thông, cái gì xảy ra thì truyền thông đều loan báo, phải không ạ? Ngày hôm nay thì TV, YouTube, rồi Facebook, chúng ta còn biết nhanh hơn nữa. Tất cả các thông tin mà trước khi ta nói ra quý vị biết rồi, phải không ạ? Nhưng mà ngày xưa, mỗi lần mà biết thông tin như vậy đó, thì phải mất rất là lâu, mất nhiều thời gian, công sức để mà thông báo cho một cái vùng, một cái lãnh thổ biết thông tin. Nhưng mà có một cái sự thông báo rất là đặc biệt mà hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm, đó là sự thông báo của một thiên sứ, đó là Gabriel. Gabriel đã đến truyền một cái sứ điệp hết sức là quan trọng đến cho một người cũng đặc biệt luôn nữa. Đó là một thiếu nữ vừa mới lớn, một thiếu nữ mà mới vừa được hứa gả cho Joseph. Quý vị có đoán ra là ai không ạ? Đó là Mary. Câu chuyện rất là hấp dẫn mà chúng ta thường nghe cái câu chuyện này vào mỗi dịp Giáng sinh về. Nhưng mà chúng ta cũng nên suy gẫm về cái câu chuyện này. Bởi vì ở trong câu chuyện này có một cái câu Kinh Thánh mà tôi dùng để đặt tựa cho bài giảng sáng hôm nay. Rất là đặc biệt. Nói về một người được ơn. Được ơn của Chúa mới được như vậy đó. Chúng ta suy nghĩ đi. Vì sao chúng ta ngồi ở đây? Bởi vì chúng ta được ơn của Chúa, chúng ta ngồi ở đây. Nói đến chữ ơn ở đây đó, tiếng Anh gọi là favor, ân huệ, hay là đặc ân. Mà ân huệ hay đặc ân á, không có thuộc về chúng ta, mà nó thuộc về Chúa. Từ trên, hay chúng ta thường nghe đến ơn trên. Hôm nay chúng ta sẽ nói điều đó. Sáng nay cái lời làm chứng của anh Peter rất mạnh mẽ. Và tôi suy nghĩ nhiều đến cái chữ ơn á. Nếu không phải ơn của Chúa thì chúng ta không thể đứng ở đây được. Nếu không bị ơn của Chúa thì chúng ta không được bình an. Nếu không bị ơn của Chúa, chúng ta không được làm bắp tem cho hai người từng rồi. Được ơn, chịu ơn của Chúa để chúng ta trở nên con cái của Chúa. Nó không có gì của chúng ta cả, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vâng, đó là điều mà tôi muốn quý vị cùng với tôi đọc, nhìn lên màn hình để cùng đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này, từ câu 26 của Luca đoạn 1 cho đến câu 30 cho đến câu 38. Xin chúng ta cùng đọc. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph, về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ, nói rằng, hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người.
Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Marie, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nay ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-bít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cớp, nước Ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là Son, mà nay cương mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Marie. Cảm ơn quý vị, và tin rằng quý vị vừa mới đọc một cái câu chuyện rất là mạnh mẽ, rất là thu hút, tuyệt vời, mà mỗi mùa Giáng sinh chúng ta đều hãy nghe đến. Hôm nay chúng ta sẽ học qua đề tài đó là hỡi người được ơn. Hỡi người được ơn, chúng ta sẽ học 3 điều sáng hôm nay ở trong cái phần đoạn kinh thánh này. Thứ nhất, người được ơn đó là Marie. Marie là người được Chúa chọn. Thứ hai, Marie được Chúa bày tỏ quyền năng qua cuộc đời. Thứ ba, Marie tự bỏ mình để đi theo ý Chúa. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, Marie là người được Chúa chọn. Khi mà đọc đến phần đoạn kinh thánh này đó, chúng ta thấy câu chuyện đẹp không? Câu chuyện thiệt là đẹp, tuyệt đẹp. Chúng ta thấy là chúng ta đọc cái bản văn trong những cái câu chuyện kinh thánh đó, chúng ta chỉ đọc có 5 phút hay là 1 phút, 2 phút. Cái bản văn này nãy giờ có ai nhìn đồng hồ chúng ta đọc bao nhiêu phút không? Hình như là 3 phút rưỡi phải không ạ? Tôi đoán vậy. Nhưng mà nó xảy ra ở trong một đời một thiếu nữ đã được hứa gả cho Joseph. Quý vị biết chuyện gì xảy ra cho một thiếu nữ khi mà được gả cho một người mà nghe một cái thông tin rất là xấu. Người nữ đó có chữa, có bầu, nói theo cái cách dân gian là như vậy. Cho nên tôi mới đặt cái điều thứ nhất chúng ta học ở đây đó, cái phần thứ nhất mà chúng ta suy gẫm trong cái bản văn này đó, đó là Marie đã đối diện với một nhiệm vụ bất khả thi. Anh chị em, chúng ta có liên quan gì tới câu chuyện này khi chúng ta học về cái bài học mà Marie là người được Chúa chọn? Marie là một thôn nữ, một người rất phàm, một người bình thường. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng bà là người được ơn. Chúng ta chú ý đến cái chữ được ơn ở đây nè, thưa ông bà anh chị em. Chúng ta có liên quan gì đến cái chữ ơn này sáng hôm nay? Chừng hết chúng ta nói cái nhiệm vụ bất khả thi mà Marie được Chúa chọn để thực thi công việc của Chúa. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Marie đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Quý vị chú ý cái chữ đồng trinh nè. Có nghĩa là người nữ này trong trắng, một thiếu nữ mới lớn và đã được hứa gả cho Joseph. Và liền sau đó thì điều gì? Điều gì xảy ra cho Marie? Vì Marie hoàn toàn không biết cái lời chào đó. Một thiếu nữ, thôn tử, rất là trong sạch. Và khi mà thiên sứ báo cái điều này thì bà bối rối, cô bối rối, tôi gọi là cô, là chị, lúc đó còn quá trẻ, bối rối vô cùng. Bởi vì Marie vốn biết rằng mình sẽ đối diện với một cái sự nguy hiểm. Bởi vì luật pháp của Môi-se đó sẽ ném đá một cái người nữ mà có chữa trước khi mà được coi như là thành hôn với lại người mình đã hứa. Và quý vị biết rằng cái văn hóa Do Thái đó là hứa hôn với nhau thì họ một năm họ chờ đợi, như là vợ chồng rồi, mặc dù không có ăn ở với nhau. Rồi khi mà trở thành chồng vợ rồi đó thì bắt đầu ăn ở với nhau. Và trong câu chuyện này tiết lộ chúng ta một chi tiết rất là quan trọng, đó là Marie lúc đó là một người nữ đồng trinh. Như vậy thì bà phải đối diện với một cái sự nguy hiểm. Rồi điều gì nữa, Marie đối diện với những cái lời đàm tiếu nữa. Quý vị cũng biết trong lịch sử Do Thái thì có nhiều cái lời đàm tiếu về sự ra đời của Chúa lắm. Và tôi không tiện để nói ra đây, quý vị có thể đọc ở trên cái bản văn mà tôi
trên trình bày ở đây quý vị. Nhưng mà một trong những điều mà cái lời đàm tiếu và phu khống mà chúng ta thường nghe người ta nói đó, đó là có chủ hoang, phải không ạ? Hôm nay chúng ta nói sự thật là như vậy. Như vậy thì một thiếu nữ, một cái thôn nữ như vậy, đối diện với những cái thách thức, những cái sự sợ hãi như vậy thì cần cái gì quý vị? Cần được sự, một cái đặc ân của Chúa trên đời sống của mình. Cái từ được ơn đó, bản tiếng Anh, ở trong cái trong tiếng Hy Lạp mà viết ra thành tiếng Anh là favored. Nó xuất hiện một lần nữa ở trong Ephesos đoạn 1 câu 6. Mà trong nguyên cái phần Kinh Thánh Tân Ước đó, nó chỉ xuất hiện hai lần thôi. Một lần là trong cái sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Và trong cái câu chuyện này, cái chữ được ơn đó, cái chữ được ơn trong cái tiếng Hy Lạp đó là ơn của Chúa đến trên Mary ở trong cái vụ việc này. Như vậy thì Mary được Chúa chọn, hay nói cách khác là bởi cái đặc ân mà đến trên Mary để Mary có thể chịu đựng được những cái hoạn nạn đang chờ đợi trong tương lai. Mà Mary, chính Mary cũng không thể hiểu được, Mary cũng không thể đoán được cái điều gì xảy ra cho mình, nhưng biết chắc rằng đây là một nhiệm vụ bất khả thi đối với một người. Là quý vị ở trong cái hoàn cảnh đó, quý vị có sẵn sàng để đón nhận cái nhiệm vụ bất khả thi không? Đây là câu hỏi cho chúng ta sáng hôm nay. Nhớ đến Mary thì nhớ đến một cái nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng mà có gì khó quá cho Đức Chúa Trời chúng ta không, thưa quý vị? Thưa không. Cho nên tôi mới nói cái chữ ơn đó. Và cái chữ ơn đó một lần nữa được lặp lại ở trong Ephesos đoạn 1 câu 6. Tôi đọc cho quý vị nghe ở đây. Để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Một lần nữa cái chữ ơn đó được xuất hiện một lần duy nhất nữa ở trong Ephesos đoạn 1 câu 6. Cái ơn đó đó, nó giống như là, nó gọi là ân điển của Chúa, nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng đó là một cái ân huệ của Chúa. Một lần nữa Chúa ban cho chúng ta để chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên được cứu ở trong nhà của Chúa đó là một cái đặc ân của Chúa, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta ngồi đây đâu, thưa ông bà anh chị em. Để đối diện với một nhiệm vụ bất khả thi á, thì Mary cần phải có ơn của Chúa. Và tôi muốn khích lại quý vị, Đức Chúa Trời có lý do để lựa chọn mỗi chúng ta cho sứ mệnh của Ngài. Chúa không bao giờ sai lầm khi chọn ai đó cho công việc của Chúa. Chúng ta thường từ chối vì tưởng mình không thể, nhưng Chúa biết chúng ta có thể làm, như là Ngài biết chúng ta và Ngài đã chọn Mary, Ngài biết rõ về Mary. Thưa anh chị em, sáng hôm nay sứ điệp này khích lệ chúng ta qua đời sống của Mary rằng nếu Mary là người được ơn của Chúa, thì quý vị ơi, Đức Chúa Trời cũng ban ơn của Ngài cho chúng ta để chúng ta thực hiện được điều mà chúng ta không thể thực hiện được. Quý vị có đồng ý điều này không? Để rồi ngày hôm nay, từ kể ngày hôm nay, chúng ta sẽ không nói rằng ôi Chúa ơi con không có làm được, Chúa ơi con không có thể làm được. Nhưng mà bởi ơn của Chúa, chúng ta có thể làm được, có thể hoàn thành được sứ mệnh mà Chúa gọi chúng ta. Bởi vì cái câu Kinh Thánh Luca đoạn 1 câu 37 ở đây đó đã chứng minh được điều đây là lời của Thiên Sứ. Lời của Thiên Sứ truyền lại từ Đức Chúa Trời. Quý vị cùng đọc với tôi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Quý vị đọc lại lần nữa. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Chúng ta đọc tiếng Anh đi. For no word from God will be ever fail. Không có cái gì khó quá cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi Ngài đã chỉ định chúng ta, Ngài ban ơn để chúng ta hoàn thành nó. Câu hỏi thứ hai, Mary là người được Chúa chọn bởi nhiệm vụ bất khả thi. Chúa chọn chúng ta bởi vì có một cái điều chúng ta không làm được, nhưng chúng ta làm được bởi vì Ngài ban ơn cho chúng ta. Nếu không phải ơn á, thì ngày hôm qua chắc là chúng ta sẽ nghe những cái tin không hay từ gia đình anh Peter rồi, phải không ạ? Cho nên tự nhiên chúng ta đối diện sao? Đức Chúa Trời đưa vào đó để nhắc cho chúng ta nhớ lại rằng đó là ơn của Chúa chọn chúng ta, thưa bạn chị em. Điều thứ hai tôi nói ở đây, Mary là người được Chúa chọn, và chúng ta khẳng định là rằng chúng ta không có ơn gì hết, và cái ơn đó đó chỉ vì Chúa mà thôi. Nhiều khi mình tưởng mình ngon, nhiều khi mình tưởng mình hay, nhiều khi mình tưởng mình tài. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời đó, tất cả chúng ta
có đó là bởi sự ban cho của Chúa. Và chúng ta chỉ là người quản lý cái ơn đó thôi, thưa Hội Thánh. Nhớ, Chúa cho tôi được cái ơn âm nhạc. Và ngày hôm nay tôi được trăng bày. Tôi được trăng bày nha quý vị. Chứ không phải tôi thích trăng bày. Tôi được trăng bày. Và anh Don vừa mới được hát ngợi khen Chúa. Nếu mà dùng cái chữ được đối với nhau đó thì nó hơi mất lòng á. Vì sao tôi có quyền tôi hát chứ, tôi có quyền tôi giảng chứ, sao mà được. Nhưng mà thưa Hội Thánh, khi đến với Chúa đó thì chúng ta được hầu việc Chúa. Đó là sự chọn lựa của Chúa nha anh chị em. Bởi vì chúng ta không có ơn gì ở đây cả. Đây là Chúa nói rằng thiên sứ vào chỗ người nữ, nói rằng vào chỗ người nữ ở, tức là gặp Mary, và nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người. Người được ơn. Cho nên chúng ta được hầu việc Chúa. Chúng ta được hát, chúng ta được giảng, chúng ta được chụp hình cho Hội Thánh, chúng ta được dạy thiếu nhi, chúng ta được nấu ăn, phục vụ cho Hội Thánh. Đó là ơn Chúa cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không có gì hết, nhưng Chúa ban cho, Chúa phú cho để chúng ta phục vụ Ngài. Có một điều đặc biệt là tôi cũng nói ở đây, quý vị biết rằng ở trong xứ Giu-đê á, miền Nam á, miền Nam của Israel á, họ có một cái gọi là phân biệt. Rồi họ thường thinh thường người Do Thái ở Galilee. Galilee thì ở miền Bắc, còn Giu-đê thì ở miền Nam. Và quý vị biết, quý vị nhớ hồi xưa giờ á, thì Samari á, là nó nằm ở miền Trung, nó giống như Việt Nam vậy đó. Và miền Trung á, người ta gọi dân Galilee là dân Samari á, là dân con lai, là dân hỗn tạp, là dân Israel mà gốc, mà lấy người ngoại thì sanh ra một cái dòng dõi là con lai. Chúng ta biết từ chuyện đó. Hôm nay tôi đọc tới đây thì tôi cũng ngạc nhiên nữa, bởi vì cái người ở cái miền Bắc á, Galilee đó, thì lại đa số là những người mà bị ảnh hưởng bởi những người ngoại, tức là họ cũng giống như là cái người Samari vậy đó. Cho nên cái người Israel mà thuần túy ở Giu-đê đó rất là khinh dễ cái người ở miền Bắc. Cái điều đó nó có xảy ra ở Việt Nam chúng ta không? Trong dân tộc tính chúng ta đó cũng có cái sự phân biệt, cũng có cái sự gọi là cái rào cản về văn hóa và ngôn ngữ, phải không ạ? Xin Chúa phá hủy cái điều đó. Và thưa Hội Thánh, qua câu chuyện của Chúa Giáng Sinh có một điều rất đặc biệt. Mary là người gì? Ở vùng nào? Mary là người miền Bắc. Mary ở Nazareth. Và Joseph cũng từ Galilee và Nazareth, họ di chuyển vô trong xứ Giu-đê để sanh cứu Chúa trong đó. Người ta rất là khinh dễ, người ta khinh dễ cái người ở miền Bắc. Nhưng mà thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời không có như vậy. Đức Chúa Trời đã chọn cái sự bị khinh dễ đó để làm gì? Đức Chúa Trời chọn cái sự khinh dễ đó để thực hiện cái chương trình của Ngài. Quý vị thấy tuyệt vời không? Cho nên quý vị ơi, khi mà chúng ta bị cộng đồng khinh dễ, chúng ta bị người khác khinh dễ, nhưng mà Đức Chúa Trời không khinh dễ chúng ta, bởi vì ơn của Ngài trên chúng ta. Đừng có nản lòng, đừng có tự trách mình, sao mình tệ quá. Thưa Hội Thánh, tôi nói điều này để phục hồi lại cái sự tin tưởng, cái sự tin cậy Chúa của chúng ta. Bởi vì nếu Chúa không chê Mary và Joseph từ miền Bắc như là cái người Giu-đê, cái người ở xứ Giu-đê, người Giu-đa khi dễ người miền Bắc á, miền Nam khi dễ miền Bắc đó, thì Đức Chúa Trời cũng không có cái cách đó đối với chúng ta đâu. Ngài chọn những người ở tại miền Bắc đó là Mary và Joseph để làm công việc của Ngài. Và đặc biệt là Mary đã cưu mang cứu Chúa, được chọn để cưu mang, để làm mẹ, để cưu mang Chúa Giê-xu, đấng Messiah trong bụng của mình. Tuyệt vời quý vị. Tôi cùng quý vị đọc ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 10, khích lệ chúng ta nói như follow. Chúng ta cùng đọc: nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Một follow tuyệt vời, một follow có học vị giáo sư, có học vị tiến sĩ, nhưng mà ông thưa với Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô rằng: tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn của Chúa. Quý vị ơi, hãy học tập tinh thần của ông Phaolô. Chúa cho chúng ta được để phục vụ Đức Chúa Trời. Chúng ta không có gì hết, chúng ta chỉ quản lý cái điều mà Chúa ban cho chúng ta thôi. Cho nên từ ngày hôm nay, chúng ta hãy hầu việc Chúa. Chúa ơi, cái việc mà mời thân hữu đến nói về Chúa cho bạn hữu con khó lắm Chúa. Chúa biết, nhưng mà cái việc đó Chúa đã cho rồi. Anh em nhờ cậy Chúa, bởi vì không tự chúng ta, mà là Chúa ở cùng để hoàn thành cái sứ mạng mà Ngài giao cho chúng ta. Quý vị có đồng ý điều đó không?
trong bài tặng cái này ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta, vỗ tay ngợi khen Chúa, Ngài hứa Ngài ban cho rồi, cảm ơn Chúa, ơn của Chúa ở chúng ta. À, tôi thường thường tôi chào ai đó, đặc biệt là các mục sư, hỡi người được ơn, thì một hai mục sư không có thích tôi chào như vậy, tôi không tốn quý vị có thấy bài giảng này quý vị đừng nghĩ tôi nói xấu mấy ông nha, không có, mà mấy ông giỡn với tôi. Mấy ông nói cái câu này nói cho đàn bà phụ nữ mà, mục sư, sao mục sư nói cho tụi tôi, tụi tôi là đàn ông mà, câu này là nói cho Mary. Mấy ông nói như vậy chọc tôi vui thôi. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, có cái người được ơn như vậy đó, Chúa ban cho Mary cái ơn như vậy đó, thì mới vượt qua được những cái thử thách trong cuộc đời của bạn. Tưởng tượng đi, nếu chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của Mary, mang hơi thở của thiên đàng trong đời sống của mình, bị đàm tiếu, bị nói xấu, bị nói hành, người ta còn nghĩ rằng Mary tội, gọi là gì, tội tình đó, như vậy đó. Cái này không suy diễn đâu, tôi đọc một số sách lịch sử nói về cái sự trải qua của Mary. Bởi vì ơn của Chúa thì Mary mới có thể thực hiện được sứ mạng của Chúa. Điều thứ hai chúng ta học ở đây, Mary được Chúa bày tỏ quyền năng qua cuộc đời. Có bốn điều mà chúng ta sẽ lướt qua ở đây. Việc mà cứu mang cứu Chúa ở trong bụng của mình đó, đó là việc bày tỏ quyền năng của Chúa, quyền phép của Đức Chúa Trời trên một phàm nhân, người rất bình thường, một thôn nữ. Và câu chuyện mang thai Chúa Giê-xu, mà câu chuyện Mary mang thai Chúa Giê-xu khá đặc biệt, đến nỗi người ta có thể tôn sùng Mary và hình ảnh của Chúa có thể bị lưu mờ. Ngay cái chỗ này tôi thưa với quý vị, bởi vì trước khi chúng ta đọc, hồi nãy giờ chúng ta đọc cái bản văn trong Luca đoạn 1 từ câu 26 đó cho đến câu 38 đó, chúng ta thấy toàn là nói về Mary không? Quyền năng của Chúa ở trên đời sống của bà thọ thai, một cái người nữ đầu tiên trên thế giới, và sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa, đó là một người nữ đồng trinh tên là Mary. Và quyền năng của Đấng rất cao đến trên bà, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã khiến cho bà được thọ thai, cứu mang cứu Chúa trong đời sống của mình. Như vậy thì Chúa Giê-xu là Đấng thần và nhân. Chút nữa ta sẽ nói về điều này, rất là quan trọng, một lẽ đạo đó quý vị. Cho nên chính vì cái điều đặc biệt này đó, người ta đã dễ dàng tôn sùng Mary. Nhưng Mary chỉ là công cụ của Đức Chúa Trời, một con người rất bình thường. Anh chị em, chúng ta là những con người rất bình thường. Và Mary đã để cho cứu Chúa thực hiện bày tỏ quyền năng của Ngài qua đời sống của mình. Anh chị em, chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta là một cái người phàm giống như vậy, một phàm nhân giống như vậy, và chúng ta để Đức Chúa Trời vận hành quyền năng của Ngài và đóng đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ giống như cái câu chuyện mà chúng ta vừa suy gẫm ở đây. Mary là một người rất bình thường, và quyền năng của Chúa vận hành qua Mary, đến nỗi mà ngày hôm nay hình ảnh của Chúa Giê-xu có thể bị lưu mờ, bởi vì người ta có thể dễ dàng để tôn sùng bà thay vì tôn trọng và kính trọng. Thấy không ạ? Ngày hôm nay cũng vậy, ngày hôm nay quý vị có quyền năng của Chúa đó, quý vị được ơn lắm á, và người ta dễ tôn sùng chúng ta. Nhưng mà Mary rõ ràng bà đã làm tất cả vai trò của một người cưu mang, một người mẹ. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta hãy làm rõ ràng tất cả một cái vai trò của một cái bình không, trống không, và ơn của Chúa ở trên chúng ta. Để khi chúng ta làm xong việc Chúa giao cho chúng ta, thì chúng ta nói rằng tôi làm đầy tớ vô ích, việc tôi làm là điều tôi phải làm. Quý vị có sẵn sàng nói điều đó không? Chứ không phải mình ngon mình im nhìn thấy trời đất mây ở trên cao, không thấy ai dưới đất hết trơn. Khi làm xong một việc thì hãy nói như vậy. Thiên sứ truyền rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi với bóng mình. Cho nên anh chị em, có ai đó trong chúng ta làm được điều gì đó, hãy cảm ơn Chúa cho người đó, hãy cùng chúc mừng cho người đó, đừng tôn sùng người đó. Nhớ điều này, đó là Mary đã để cho quyền năng của Chúa bày tỏ vào đời sống mình. Thứ hai, Mary được thiên sứ Gabriel viếng thăm và báo tin, chứ không phải do truyền thông đưa tin. Quan trọng là Chúa chỉ định chúng ta và Chúa đưa chúng ta lên. Đừng có dùng truyền thông quảng cáo, ồ mà thánh tôi vui lắm, ồ thánh tôi ăn uống đầy đủ rồi, linh đình lắm, ôi thế này thế kia, có này có kia. Dĩ nhiên chúng ta phải quảng bá cho mọi người biết, nhưng mà cái mục đích của quảng bá đó là Chúa Giê-xu là vua của muôn vua, Chúa của các Chúa, Ngài đã ở với tôi. Chứ phải ở đây có nhiều chị đẹp lắm, nhiều em vui lắm, nhiều người giàu có lắm, hãy đến chung với chúng tôi. Thưa hội thánh, chúng ta không cần những điều đó, thưa ông bạn chị em, đó là truyền thông. Và Mary đã được
thiên sứ, sứ giả của Chúa đến để báo tin chứ không nhờ truyền thông. Để chúng ta nói ngày hôm nay truyền thông đó, truyền thông mà thế giới ngày hôm nay chúng ta là truyền thông dòng chính, đúng quý vị. Thì họ đưa tin không có trung thực nữa rồi. Cho nên chúng ta hãy dựa vào truyền thông của Chúa Giêsu, truyền thông của trời. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Messenger, là đấng dạy chúng ta và nhắc cho chúng ta mọi điều, thưa ông bà anh chị em. Thứ ba, Mary trực tiếp nhận một lẽ thật rất quan trọng của thần học nước trời. Wow, một người bình thường mà nhận cái lẽ đạo thần học đó là gì? Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời và Ngài là đấng thần nhân duy nhất qua câu chuyện mà Mary vâng lời Đức Chúa Trời đó để cứu mang cứu Chúa trong cuộc đời của mình, ở trong bụng của mình. Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 1 câu 35 chép rằng: cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Đây là lẽ đạo quan trọng lắm. Tôi mới nghe một bài giảng của một sư David Boston và ông ta kể rằng để kiểm tra một cái người mà người đó có phải đến từ Chúa hay không, nhất là những cái người mà bị ma quỷ nó nhập vô, nó ám vô đó, mà nó đúng hết trơn, nó làm những cái điều, nó chữa bệnh nữa, rồi nó làm những cái điều mà nó nói giống như bói toán rất là hay. Và khi mà kiểm tra đó, có một cái cách kiểm tra đó, hỏi rằng: ê, ngươi có tin rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời và Ngài lấy xác thịt để ra đời hay không? Và ông ta đã kiểm định đúng như vậy. Và nó nổi giận lên. Một người đang điềm tĩnh và khi nói rằng ngươi có tin rằng Giêsu là con của Đức Chúa Trời và lấy xác thịt ra đời để làm người, để cứu rỗi chúng ta không? Ma quỷ nó lồng lộn lên, quý vị. Và đó là cách chúng ta thử các thần đó. Ở trong Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 2, chúng ta đọc ở đây, chúng ta cùng đọc: bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời, phàm thần nào xưng Đức Chúa Trời, xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Thưa bạn chị em, Mary trực tiếp nhận một lẽ thật rất quan trọng, đó là gì? Đó là cứu Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là con của Đức Chúa Trời và Ngài là ngôi hai. Và ngày hôm nay bất kỳ cái tà giáo nào, con người nào từ chối điều này, đó là những người không thuộc về Đấng Christ. Quý vị nhớ điều này nha quý vị. Đến cái hội thánh nào mà nói chúng tôi chỉ tin Đức Chúa Trời, chỉ tin Jehovah thôi, không có Giêsu nào ở đây cả, ta lập tức ra khỏi liền nha quý vị. Cẩn thận về điều đó. Cho nên đây là điều mà chúng ta đang học đến, nói đến Mary được Chúa bày tỏ quyền năng qua cuộc đời của bà. Điều thứ tư, lễ đạo ba ngôi cũng được nhắc ở đây. Bốn sách phúc âm đầy dẫy về ba ngôi Đức Chúa Trời, cũng như trong toàn bộ Kinh Thánh. Quý vị thấy trong câu 35 nói rất rõ: cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Mấy ngôi rồi? Hai ngôi rồi. Và trước đó thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đến ở trên Mary để bà được thụ thai bởi Thánh Linh. Vậy là ba ngôi Đức Chúa Trời mà cả Kinh Thánh nói về lẽ đạo ba ngôi rất rõ ràng. Vì vậy thì rõ ràng quyền năng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua đời sống của Mary. Đời sống của chúng ta có được quyền năng của Chúa bày tỏ qua không? Ai trong chúng ta được chữa lành? Trong chúng ta được Chúa chữa lành? Vâng, 1, 2, 3, 4. Anh Tịnh đưa tay, vâng. Ai trong chúng ta được Chúa đã chữa lành? Vâng, có nhiều người đưa tay trong phòng nhóm này lắm. Chúa chữa lành bệnh tật của chúng ta. Đó có phải là quyền năng của Chúa bày tỏ qua chúng ta không? Quý vị có thấy mình giống như là câu chuyện này không? Hãy để cho quyền năng của Chúa bày tỏ và chúng ta, và đừng từ chối nha quý vị. Chúng ta đi qua cái phần cuối cùng. Mary tự bỏ mình để đi theo ý Chúa. Đây là điều quan trọng nhất của bài học hôm nay. Để trở nên mẹ của cứu Chúa, người cứu mang cứu Chúa, Mary phải hy sinh. Mary phải từ bỏ chính mình để trở nên người thực hiện được công việc của Chúa, sự kêu gọi của Chúa. Thứ nhất, bà phải vượt qua sự yếu đuối, sợ hãi để mang trong mình hơi thở của thiên đàng. Mary có sợ hãi không? Quý vị nãy quý vị đọc, quý vị thấy trong câu chuyện Mary có sợ không? Sợ, thương quá, có thương. Thấy cái câu chuyện này tuyệt vời lắm, rất là thực tế. Một thiếu nữ khi nghe thấy thiên sứ đã ngạc nhiên, đã sợ rồi, mà nghe cái câu chuyện này còn sợ hơn nữa. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Khi mà bà bối rối đó, tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì đó, thì thiên sứ nói rằng: hỡi Mary, Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Mary phải vượt qua sự yếu đuối, sợ hãi để thực thi công việc của Chúa gọi. Chúng ta cũng đối diện với những điều đó. Thưa ông bà anh chị em, hãy đứng dậy, hãy vượt qua sự sợ hãi, vượt qua chính mình để thực hiện công việc của Chúa gọi chúng ta. Đó là trọng tâm của sứ điệp ngày hôm nay.
chứ thôi chú ơi, chú con muốn được chú dùng lắm. Chú nói con trả giá đi con. Dạ không được, có cách nào không? Có cách nào khác cho nó nhẹ nhàng dễ chịu hơn không? Chú đưa con lên cái rầm cũng dễ mà, tại sao con phải qua bước 1, bước 2, bước 3 làm chi vậy chú? Nhưng mà chúng ta phải từ bỏ chính mình thưa bạn chị em. Thiên sứ đã nói lời của Chúa, đừng sợ, quý vị nhớ. Thiên sứ nói về chữ đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Nói với Mary phải không ạ? Chúa Giê-xu cũng một thông điệp đó để nói cho các môn đồ. Cho nên thông điệp có thiên đàng gửi cho loài người chúng ta là đừng sợ. Hôm nay chúng ta cầm cái thiệp này, chúng ta đi phát cho bạn bè chúng ta. Nhớ cái câu chuyện của Mary, đừng sợ. Sẽ cũng có những Mary để chung cái tên của chúng ta. Mary tên của chúng ta đó, để tên vô. Để rồi chúng ta cũng không có sợ hãi mà, ô, xin mời, bạn có thể đến với chúng tôi. Việc họ đến là họ đến, việc họ không đến thì không đến. Chúng ta có thể làm những việc mà Chúa giao cho chúng ta một cách vui vẻ, tự nhiên. Mary từ bỏ sự an toàn của mình để làm theo ý muốn của Chúa. Mary thưa rằng, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Tôi yêu mến cái tinh thần của Mary lắm. Tôi xin Chúa, cầu nguyện Chúa cho những Mary là quý ông bà chị em trong hội thánh cũng có cái tinh thần này thưa hội thánh. Tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Cái tính cách của Mary đẹp không? Đẹp quý vị, đẹp từ trong ra. Chúng ta có như vậy không? Chúa ơi, xin Chúa cho mọi sự xảy ra theo như ý muốn của Ngài. Vợ chồng của chúng tôi trong tuần qua cầu nguyện với nhau, nói chuyện với nhau, biết những điều đang xảy ra bên ngoài. Xin Chúa cho mọi sự xảy ra như ý muốn của Ngài. Hội thánh của Chúa như một cái trạm để chữa lành, cái trạm để dừng chân, cái trạm để sức thuốc, để cho uống nước, để cho ăn cái gì đó. Rồi cái người được chữa đó có thể chữa lành đó, có thể rời khỏi cái trạm đó. Và chúng ta biết rằng, lại Chúa, chúng con chỉ là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho chúng con như người, như lời của Chúa, như ý muốn của Ngài. Biết được như vậy chúng ta sẽ không có nản lòng thương bạn chị em. Nhớ nha anh chị em, vui buồn bạn chị em, không nản lòng, bởi vì chúng ta có tinh thần giống như Mary. Tác giả Thi Thiên thứ 56 câu 3, chúng ta cùng đọc. Ông nói như vậy: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Nói thì dễ đó, nhưng mà chúng ta có nhờ cậy nơi Chúa không? Khi chúng ta sợ hãi, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến nay quanh quanh, chúng ta nghĩ đến bệnh viện, tôi có bác sĩ hay lắm. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện với Chúa trong ngày sợ hãi đó. Tôi chắc rằng qua thì anh Peter chắc cũng lòng thầm cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta, không phải anh, không chỉ anh, mà tất cả chúng ta, nhiều khi có hữu sự rồi, chúng ta là người cầu nguyện mạnh mẽ lắm. Khi mà có chuyện gì, Chúa ơi, con biết Chúa đang cầu nguyện. Xong xuôi hết rồi thì, chuyện của Chúa làm được, con đi. Chúng ta thường, chúng ta suy nghĩ như vậy đó. Nhưng mà thưa hội thánh, dĩ nhiên, tôi không có chỉ trích cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng, khi chúng ta sợ hãi đó, thì hãy nhớ rằng, chúng ta có một Đức Chúa Trời, Emmanuel, ở với chúng ta. Ngài không có nhỏ nhặt, Ngài không có nhỏ nhen, tại vì ngươi không đến với ta, ngươi không có trung tín với ta, làm sao ngươi kêu cầu ta, ta có thể đến được. Nhưng mà hãy nhớ rằng trong ngày sợ hãi, trong ngày mà Mary sợ hãi, thì thiên sứ đã chuyển lời của Đức Chúa Trời đó rằng, hỡi Mary, đừng sợ. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta có một Đức Chúa Trời luôn nói rằng đừng sợ, cho nên chúng ta sẽ không sợ. Quý vị nói với người kế bên này, tôi sẽ không sợ. Tôi sẽ không sợ. Mà chị Nga nói lớn lên, tôi sẽ không sợ. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi khen Chúa. Ta đi qua cái điểm cuối cùng. Mary là người đơn sơ và tin cậy Chúa. Tôi thích cái sự đơn sơ của Mary lắm. Tôi thích cái sự tin cậy Chúa của Mary lắm. Và tôi thấy hình như nó cũng ở trong quý vị đó. Cái sự đơn sơ và sự tin cậy Chúa. Hãy giữ cái sự đơn sơ đó. Có hai cái câu chuyện ở trong Luca đoạn 1. Cái câu chuyện thứ nhất á, là nói về Elizabeth. Elizabeth là một người son sẻ. Lúc mà bà sanh Giăng Baptist á, thì bà lớn tuổi rồi, gọi là son sẻ mà không có sanh được. Thì chồng của bà khi mà nghe thiên sứ báo cách đó 6 tháng, Kinh Thánh đã tiết lộ cho chúng ta rằng Giăng Baptist trước đó 6 tháng, trước đó 6 tháng đó, đến tháng thứ 6 hoặc là trước đó 6 tháng cũng giống nhau, thì thiên sứ hiện ra với Sachari và báo trước rằng hai ông bà sẽ có một người con đặt tên là Giăng Baptist, Giăng đó. Thì cũng cái câu hỏi của ông Sachari mà ông bị câm luôn. Quý vị nhớ không? Ông bị câm là tại sao? Chúng ta đọc cái câu hỏi của ông nè. Bởi sao tôi biết được điều đó?
vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi, tôi đã già. Và sau đó thì ông cầm luôn, a khẩu luôn. Nhưng mà ở cái chỗ này nè, câu 34 mà Marie thuật lại đó, Marie nói tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Nhận biết người nam mà chúng ta đọc đây là văn, cái thể văn á, cái thể văn thì đọc nghe nó khó hiểu phải không, nó bóng bẩy mà. Có thể nói là tôi chưa có ngủ với chồng của tôi thì làm sao mà bây giờ hai người mới hứa hôn mà chưa là vợ chồng thì sao mà ăn ở với nhau, rõ ràng là như vậy. Chúng ta biết người nam thì làm sao có thể có được sự đó, nghe nó rất là văn học ở đây, phải không ạ? Mà rõ ràng là cái câu hỏi của Marie đó không phải là cái sự nghi ngờ của bạn, nhưng mà cái câu hỏi của ông Zachary là nghi ngờ. Cho nên hai cái câu hỏi nó giống nhau á, nhưng mà nó khác nhau về cái tính chất. Nên thương bạn chị em, chúng ta muốn là Marie hay là muốn là Zachary? Marie, cảm ơn Chúa, hãy là Marie, thương bạn chị em. Hãy đơn sơ và tin cậy Chúa, nhưng cũng luôn cần khôn ngoan và tìm sự chứng thực cho đến cho điều mình tin. Chúng ta tin nhưng mà chúng ta tìm sự chứng thực, thưa bạn chị em, tìm sự chứng thực khôn ngoan nhất đó là dựa vào trong lời của Chúa. Phán cái gì, Chúa dạy chúng ta gì từ trong lời của Chúa. Và ở đây cái sự chứng thực là gì? Thiên sứ chứng thực cho Mary rằng kìa Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua, ngươi có biết không? Tôi thêm cho cái chợ đó, người ấy vốn có tiếng là son mà nay cứ mang được 6 tháng rồi. Bởi vì cái câu hỏi và tìm sự chứng thực của Mary đó, cho nên thiên sứ mới báo rằng Elizabeth á, bà con của ngươi á, 6 tháng trước á, đã có mang thai rồi. Lúc đó đâu có Facebook, đâu có tin nhắn text qua text lại, chị có bầu rồi, chị có con nè, sắp tới nè, chúc mừng chị già lắm nè, đi uống bộ bà với chị hôn, vân vân. Không có chuyện đó. Và 6 tháng sau Mary mới được báo tin. Như vậy có phải là sự chứng thực không anh chị em? Vì vậy chúng ta tìm sự chứng thực của cái niềm tin chúng ta ở đâu? Thưa anh chị em, trả lời cho tôi câu hỏi trước khi chúng ta đứng lên cầu nguyện. Trong đâu quý vị? Ở trong cái quyển mà quý vị cầm trên tay đó, nó hơi dài dòng, kinh thánh á, Amel à, hãy cầm lời của Đức Chúa Trời, hãy tìm sự chứng thực ở trong đó, đừng gọi nai quanh quanh. Ở Việt Nam thì có 1080 không? Biết gì chị Đức còn nhớ không? Chị 1080, tôi hỏi bất kỳ cái gì luôn. Nhưng mà thương bạn chị em, lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta ở trong cái sự đơn sơ của chúng ta. Nhưng chúng ta phải tìm sự chứng thực, thương bạn chị em. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng đứng và đọc cầu nguyện theo 3 điều mà tôi sẽ mời quý vị cùng cầu nguyện với tôi. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Amen. Trời ơi, chúng con cảm ơn Chúa với lời cầu nguyện sáng hôm nay. Xin Chúa đến và trạm trong lòng của chúng con trong cái sự điệp của sáng hôm nay. Lời Chúa an ủi và nhắc nhở chúng con rất nhiều. Chúa ơi, hôm nay chúng con nhận lấy sứ điệp này. Và chúng con biết rằng chúng con là những người được ơn. Đây là một cái lời chào rất đặc biệt. Con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài cho chúng con chào nhau và biết nhau rằng bởi ơn của Chúa mà chúng con đứng ở trong nhà của Ngài. Xin cho chúng con là người được Chúa chọn. Xin cho chúng con là người được chúng bày tỏ quyền năng qua cuộc đời chúng con và tự bỏ mình đi, hy sinh để làm công việc mà Chúa giao cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Thiên Chúa. Sau khi chúc phước thì tôi kính mời Hội Thánh cùng tôn vinh với tôi qua bài hát Hallelujah, kính khen Giê-xu. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời ở cùng dân sự của Chúa ở trong kỳ lễ Noel, kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Con cầu nguyện cho lời của Đức Chúa Trời sáng hôm nay, sứ điệp này khích lệ chúng con như một lời chào trong mùa Giáng sinh. Hỡi người được ơn, chúng con không có tự mình có bất cứ điều gì, nhưng bởi ơn của Ngài. Cho nên con xin Chúa giúp đỡ chúng con có thể khích lệ nhau bằng nhắc cho nhau nhớ được cái ơn mà Ngài đã chọn lựa và ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, yêu thương ân điển của Chúa Giê-xu, quyền năng và cả ân tứ của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở cùng với dân sự của Ngài từ nay cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Hallelujah, kinh khen Giê-xu. Hallelujah, amen. Hallelujah, kinh khen Giê-xu. Dừng dây chúng con hoài. Hallelujah, thine the glory. Again, amen. Let's go.
mời ông bà mục sư lên đây hội thánh có cùng. Dạ, xin mời cô Diễm lên đây ạ. Hội thánh có một món quà để tặng cho gia đình của chúng ta, thật là tuyệt vời. Dạ, hội thánh nhớ tới các mục sư Mỹ nhưng mà cũng không thể nào quên được mục sư Việt Nam của chúng ta. Dạ, có món quà Giáng sinh gửi đến mục sư và gia đình, cũng cảm ơn Chúa đã cho mục sư có những không khó để lo lắng cho hội thánh trong năm qua. Hy vọng là năm mới là hội thánh mình sẽ gặp thêm nhiều trái. Dạ, dạ. Amen. Thay mặt cho gia đình chúng tôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Như điều tôi nói là cảm ơn hội thánh, xin ơn của Chúa ở cùng trên hội thánh. Món quà bự quá mà tôi để như thế này trong thời này đã xịt che tôi hết rồi. Cảm ơn hội thánh lần nữa. Dạ, còn cái nữa, hội thánh cũng có món quà gửi đến sinh nhật sớm cho bà mục sư của chúng ta, cô Diễm. Chúng ta hát bài Happy Birthday đi quý vị. Happy Birthday to you, Happy Birthday to cô Diễm, Happy Birthday to cô Diễm đẹp, Happy Birthday to vợ tôi. Amen. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn. Cứ hơi nhiệm vụ của em.